đấy em cho anh đấy. Mà cái thằng Đạt từ từ phạt lại được ăn phạt. Cái vụ này nó uống một mình, cái vụ này mày phải phát biểu vì sao mày bị phạt. Nhận lỗi uống chưa không, mày nhận lỗi đây là không? Mày phải kính lão Đắc Thọ mà mày lại không kính lão đấy, nó không hiểu cái đây là cái quần này. Này là uống bát này là bị phạt. Ừ, cái tội là kính không kính lão, không không kính lão Đắc Thọ, đúng rồi, mà uống trước người cao tuổi, đúng. Nên là chịu phạt. Mày bé thứ hai từ dưới lên mày phải uống. Không vô à, lại bị phạt bây giờ. Không nó không mời không mời ai. Thôi uống à, chú Lượng qua bát lại phạt chú Lượng hoặc phạt cô Vân. Đây không, mày phải uống tí. Tài nó lên mạnh lắm. Tài này nó chỉ gây người ta. Mà sao mày lại cầm bát hai tay, uống bia cầm một tay. Bây giờ phạt cô Vân hay phạt chú Lượng đây? Tại sao phải phạt cô? Cô tại sao mà phải phạt? Rút kinh nghiệm lúc nãy nói sẽ thế nào nhỉ? Rót là rót cho ai trước nhỉ? Ai trước mà chả được đúng không? Ông này to hơn ông này. Ông to hơn nhưng mà ông này này. To hơn ông này này. Ông này to nhất. Thế là phải rót đầu tiên. Thế phạt của Vân đi. Được rồi. Phạt thì phạt ok ngay. Đấy. Phải sòng phẳng vậy chứ. Chứ gì mà rơi. Chứ mà được. Đẩy bát lên. Thôi không nên đẩy bát. Cô ngồi sau mà. Quả này thật là. Đẩy lên chú Lợi kiểu ra. Được rồi. Ông giả nhất ông ý kiến đi. Được rồi. Chưa được. Người ta bảo là ăn cơm với nhau như bắt nhất dày. Nói vậy là hiểu. Quá đáng với em đấy nhở. Còn phạt là phải phạt đầy. Nói vậy là hiểu rồi. Nói vậy là hiểu. Uống thêm một pha tí mọi người không có gì để phạt nhau mệt lắm. Không phạt. Phạt là phải cái thằng nó quay kia. Thằng này á. Thế là cũng bị phạt. Không. Đây kia có lỗi. Một câu vậy thôi. Rồi rồi. Rồi em về là đầy rồi. Rồi. Phạt xoài cái tội này mới không tính đáng. Mà cái tội là cái tội thứ hai là cái tội mà là ba Lượng mà biết là nó sai mà đúng rồi. là cái ba Lượng đâu rồi đấy. Bát này là không tính nổi phải uống. Cô Vân rót bát này là phải uống một phạt bát khác. Rồi bát này. Người ta bảo là cái bát này này là tí uống rồi. Nhìn nghe à, không này một lít nhá. Không này một lít mà thấy bát là bát hết luôn ấy. Tí thịt gà. Tí là phạt thịt gà. Không. Không được phạt thì phạt. Phạt là phạt ăn dưa mới ăn rau muống. Quay lại đây. Nhân vật chuyên môn này này. Được rồi. Nhân vật chính này. Đây, đang quay hai người được. Từ từ, cô Vân lại phải phạt bây giờ thứ. Ông có ý kiến này. Thứ nhất là người ta bảo là những cái vụ Lê Văn Luyện. Thằng Đạt ăn ít thôi từ từ thế nào. Bao che cho tội phạm. Không, phải phạt. Vâng. Phạt nặng ấy. Thế anh bảo em là tội phạm. Đúng rồi. Tội phạm thế nào? Cô là không rốt cho anh trước mà cô là rốt cho cái bác nhìn. Ai biểu? Này. Em rốt cho anh trước. Này này này. Cô uống bát đấy xong rồi rót thì chứ lại. Hiểu không? Thế là á thằng này khôn. Thằng này khôn này. Thằng này á. Thằng này á. Thằng này nó nhìn thấy còn cái bác này. Tôi nghĩ là không đi. Nếu rốt cho bác Lượng một người là nó không cần phải bị phạt nữa. Vậy thì thôi thì bây giờ là có hai người có lỗi ngồi đây. Tóm lại là con từ từ quay con Yến cái nào. Thôi. Quay ông Lượng hay này số một ra uống là phải phạt đấy, là hai người là nhân lỗi, nhận cái bát này cứ từ từ không, hai người nhân lỗi, cái người này lỗi trước, cái người này lỗi trước phải uống thuốc cụng cụng một cái nào cụng nhưng không được uống đâu, hai hai mình cứ phải đi đâu không rồi đẹp rồi này uống trước này lỗi trước lỗi trước lỗi to lắm, uống nhanh thì cầm bát bia gì mà hai tay là phạt đấy, cũng như là được cốc vào tay rồi. Mỹ thật là lắm lý do quá đấy. Cũng biết người ta ai cầm hai tay. Cô Vân ăn tham rồi đấy. Thằng này không được đi mục kích. Thằng này mục kích lại phải phạt. Phạt ít thôi. Con Yến nhỉ, con Yến chú lại xử con Yến nhỉ. Lại xử con Yến điện thoại. Đấy, cầm điện thoại là phạt. Bắt luôn. Cô Vân xong chưa? Hết rồi. Hết rồi phải quay ra ông Lợi, ông già hơn mà. Rồi. Ông lại bị phạt bây giờ. Đấy. Ông có ý kiến, đó bây giờ là cái thằng phạt thứ hai. Đấy, đây đây đây. Quá thích quá, bị phạt thích quá. Đã phải kia được một sai. Kéo đồ. Thằng đã quay cái kìa. Sướng đấy. Thằng này có lỗi gì đâu mà. À, có cái lỗi. Nói chung là chả mấy khi bị phạt, nhưng mà bị phạt cũng vui. Thôi thì hết vậy. Cười là phải bịt cái mồm là như lúc nãy ấy. Lúc nãy là ăn mới bịt mồm ấy. Này, này, có khi phải phạt nữa. Không phạt được, này có lỗi đâu. Cứ chọc cạnh bánh xe. Chuyên gia đi một kích. Giờ gì cứ đi xe đạp A Còng. Uống nhanh thì cũng bị phạt đấy, uống từ từ thôi. Này,
lấy xe là đưa phanh hả? Đưa phanh sau ấy. Trước. Ở trước không lo, tao cần phanh sau, cần phanh trước. Mày đang ăn thì nó sẽ đạp. Mất cái hứng phát ra bát đi. Còn cái thằng này ấy. Đâu lại bây giờ còn bao nhiêu kia 6 ê. Thằng này. Mình chưa hết là quay đi chỗ khác. Đây bác. Hết rồi. Cái chưa hết mà không ăn là bị phạt. Cái tội thằng này á phải đầy con. Ăn đây ăn đi, ăn đây ăn đây ăn. Ăn thế nào? Thằng này là cái tội của nó là vừa cầm điện thoại mà vừa bốc. Đúng rồi. Bốc được miếng à? Có cái miếng này từ nãy chưa được vào mồm mới được. Miếng này này đưa máy đây. Lúc này nhất trí là ai cầm điện thoại là bị phạt. Đấy, cầm nãy giờ đến giờ. Nãy giờ rồi. Nói câu đấy cũng được. Cầm cái đấy là cầm cho cả nhà. Ông loại ăn nhỏ phạt. Có ăn rót một cái. Không, đáng phạt mi đã. Mi cứ tập trung vào việc của mi đi. Mi không để. Ai rót bia? Tớ rót. Có con gì trong bát lại phải phạt cho. Làm gì có phong con gì? Không phải con này hết rồi. Mày đặt hai con chó bắt tay quá. Hai con chó đồng minh chẳng có con gì đâu. Làm gì có con gì. Cái kiểu này là muốn phạt bắt nữa rồi. Đây là cái tội kiểu này gọi là cái tội vu khống. Cái tội này là vu khống. Không được, không được. Cái bát sạch tinh. Bát sạch tinh. Đây này. Rồi. Đây này. Có thấy đâu? Có thấy đâu? Làm gì có thấy đâu? Có ai thấy đâu? Có ai thấy đâu? Mì tội vu khống mì bị phạt bắt nữa rồi đấy. Mì uống hết đi. Tội vu khống là bị phạt. Mày uống cái bát này là ông phạt cho mày bắt nữa. Vào cái tội vu khống. Cái tội vu khống của mì đấy. Biết là tội vu khống và tội to như thế nào không? Cũng là việc của cô. Cũng là việc khác. Cũng biết cũng hay không? Lấy đất thì đọc. Cúng thì cũng hết. Này. Có cái này đi đâu muốn người đang quên. Cúng là việc của táo y tế đó. Đấy, ông thở đây này. Không thở được là việc của táo y tế. Tối nay ở đây có ông ngủ không? Thoải mái. Mai nếu về sớm thì học. Được rồi. Học chiều mai cứ yên tâm. Chúng nghỉ. Tao học sáng mày học chiều. Mai nghỉ cái này. Đấy. Đó rồi, đấy, mai đấy. Sáng không? Sáng nay tao mới nghỉ chứ mai tao nghỉ. Tao này cái tội này bị phạt hết của mi đi đã xong thưa cái này phạt đấy này cái tội ăn bánh ra là còn bị phạt nữa này bánh hết bánh rồi rồi cháu cứ hết rồi cháu cháu biết có mối lại thành xin xin đây đây giờ mời anh rồi bây giờ ra là đạt ăn đống xương to này quay vào cái đống xương này đây là cô Vân ăn rồi quay chuột cái đây là để xong rồi. Rồi đẹp trai lắm rồi, trường đi đẹp trai. Mà lúc từ đây từ nhá. Cầm lên nâng không lên là không được đặt xuống. Nâng lên đặt xuống hơi mệt. Bát bia cũng lượng quá đấy vòng đây này. Đấy, nhớ là vòng này. Cái bát này không có vòng. Chẳng có vòng. Chẳng có vòng. Không ai có vòng đấy. Bát của cô có vòng, cô uống hết rồi nhá. Vòng này này. Rồi uống tiếp. Mày mà đặt xuống. Mày có biết là đây này 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 này. Cái cho nó bốc miếng dưa. Dưa không nào? Không. Bốc miếng. Dưa nhiều. Bốc thì hết. Có 4.000 thôi. Dưa. 4.000 thôi. Chấm mắm. Cứ thấy câu giờ thì ôm phứa hay sao nào? Đúng mày mà công viên nó lạnh nó nguội. Câu giờ là hết pin đấy. Mì câu giờ. Mà giết. Mới xả cũng chiều. Thôi được rồi uống đi. Rồi. Chịu phạt mà đi. Không vừa vấy gì vào mặt cháu à. Không vừa vấy vào mặt cháu. Có mỗi một cái hạt đang bó đây này đấy. Vấy. Thôi. Mì đừng có câu giờ. Câu giờ quá. Lau tay sạch cầm bát rồi đỡ trơn. Cẩn thận cẩn thận. Không ông là nó rơi. Ông lên đâu phải đưa bát cho đấy nha. Đây. Đấy. Anh uống bát này nhưng mà anh ở đây mày về nhé. Đặt. Này cảnh này mọi người đừng đặt giấy rồi thì ông nói mày nhờ, ông đi ra là mày phải chết ở đây. Bát đi đâu đấy? Không được. Vậy là phạt. Phạt cái tội là. Rồi. Rồi. Mình uống đi, tí nữa sẽ phạt ông sâu. Tí nữa sẽ phạt ông. Phải từ từ. Phạt hai bát liền. Rồi. Một cái bát là xưng hô sai là gọi ông. Ở đây có thằng nào là ông không? Cháu không? Rồi. Một cái bát thứ hai là phạt cái tội bó chạy. Chưa hết là bát này phải phạt ạ. To đầu nhất là bó chạy. Rồi. Nhưng mà mình chịu phạt bát này đi. Nhưng mà ông lớn bảo phải uống hết cái này. Mày là ông gì? Mày lại sức vô sai à? Thằng Châu đó là nó chưa để ý để cậy khóe người khác. Uống đi. Uống hết đi. Đánh lên. Phải hết đấy. Đặt hãy mà rời mồm là phạt thêm cái nữa. Đẹp quá. Thôi rồi. Xong chưa? Thôi mà tao thôi.
anh lượng anh lượng anh phát biểu cảm thì anh vừa đi đâu về đấy? À, tình là anh là phải đi công việc, đấy, công việc nhà nước đáng giao cho nên là mình phải hy sinh việc nghĩa cử cao đẹp. Còn như là bây giờ là phạt hai bác, bác có một cái ý kiến là bây giờ thì số lượng nó có hạn. Ba lại đồng khởi một cái nữa. Cả nhà đã có ý kiến là bác phải chịu phạt trước đã, xong rồi cả nhà đồng khởi sau. Không được. Ai đòi con chó nó bắt phạt ông rồi sao? Là ông đâu mà ông? Tại là ba chú ba. Ông là này, ông đâu? Ông đâu? Ông đâu? Giải thích thế này. Sau con của cô. Ui giời ơi, em chưa có con còn lâu. Con thằng này, con thằng này. Không được, phải làm sai rồi phải phạt bác. Con em chỉ gọi bằng bác thôi. Đúng rồi, nhưng con thằng này. Không, thằng này. Thằng này cũng dính á. Ý kiến mày hôm nay phạt bác thứ ba không được. Ông còn ít quá phạt thì lấy gì mà bao nhiêu phạt. Béo ông quá đúng không? Chuẩn luôn. Béo bác quá. Tối nó về nó cho. Ý kiến này Đạt ơi, tối nay về thằng Châu nó có đạp cháu ra ngoài, bảo cô nhé, cô đến giải quyết thằng này đó. Ý kiến của khán giả. Bây giờ là phải lấy ý kiến khán giả. Đồng khởi hay là phạt cả nhà em có ý kiến em là không. Phạt rớt vừa để lại để phạt sau đồng khởi trước ý kiến là đồng khởi mang đi châu quá không được mày thì ông quá đã ông bực rồi mang đi châu ăn ra lắm già nhất mà rót là bị phạt còn ông mà rót cho chúng mày không uống mà chết đây quay về cái bát của ông lại này. Rồi bây giờ đều nhau cho nó công bằng. Mày cứ để cho chú. Bây giờ cho nó công bằng. Số lượng là nó có hạn. Mà lại không phạt đôi, lúc này còn đạt nước. Phải để phần để bị phạt nó cơ. Ông đạt lại phạt tiếp bát thứ hai cô Vân chưa rót mà. Bây giờ chỉ có Châu đi mua tiếp thôi. Ông là bây giờ là ông là phải đồng khởi. Tao cho em ít thôi anh nhá. Kìa là nó canh. Chương thì nó thêm vào. Cho em ít thôi anh ạ. Nó thêm vào. Con này nó nước thịt gà. Đây là nước canh. Đưa ba đây. Không. Mày đổ ngay lên cái nồi kia. Cho ngủ. Này cũng đổ vào nồi này. Bây giờ đổ vào ngoài kia. Nó thêm vào uống tiếp không phải đổ. Rót ngủ vào uống tiếp. Này mà tranh thủ lúc bắt tên nào đây, tên nào đây ơi. Mai mấy giờ chúng mình làm? Mai nghỉ. Phải mai lai cho về chứ. Ok, chuẩn luôn. Hôm nay Đạt về nhá. Ai ăn thì cô phải quay nhá. Rồi cô chuyển hướng đi. Không, em phải quay cái vụ này bây chứ anh. Bây giờ là còn có bao nhiêu nhá. Sao bác mình không phải chơi bầy thế nhở? Rồi rồi. Chính là bác bọn nó mà chơi cái bàn đấy. Chú mày chứ đùi. Rồi. Đây này. Như thế này quả này bán mẹ. Đi qua. Đầy luôn đi. Này. Hết luôn đi. Đến vạch tới hạn rồi đấy. Bác đùa cái bát này. Anh ơi cái bát này này. Cái thằng này này. Thằng này là thằng chuyên đá. Thằng này chuyên đá xoáy người khác đây này. Đây này, cô thấy này, đây hai ông cái bát nó có khác không? Đầy không? Đấy. Có xoay cho kỹ nhá, bát này đầy hơn bát này nhá. Đây, bát này không vạch, bát này có vạch này. Trời ơi, nó bằng nhau cả mà anh. Đây, ông bát to. Thì rồi. Quay cái thằng này đang chuẩn bị đi. Bây giờ đi nhà ta. Là một cái. Đâm khởi không? Ông bát này. Ôi phải quay cái thằng nào nhanh tay nhất. Tay nhất. Đĩa này xong mà. Rồi mà cô Vân này. Cô Vân với con Yến mà sao ăn nhiều thế? Này cái đấu ở đây. Đây một đấu xương đây này. Tinh hình. Ui tinh hình nhỏ. Tinh. Nó này là cái này nó bị trận bới xương gà mất rồi. Hôm qua là mất thánh rồi nhá. Đây này từ từ quay cô Vân nguyên không cái đây này cô Vân ăn nhiều nhất nhá. Ôi chỗ mình nhiều nhất thế là mình không có được miếng nào buồn quá. Nói thật với cô Vân cái này từ nãy giờ chúng mới ăn một miếng già. Này như mình ăn miếng khác nhá. Chưa ăn biết nào hỏi Yến nhỉ? Yến thì làm sao biết được vậy? Mi toàn tranh thủ quay lúc người khác xong là mi ăn được. Được rồi. Mi không phải xấu hổ. Đấy, quay đây là cô vẫn ăn thảm nhất này. Hổ thảm nhất mà chả được miếng nào cái chứ. Xong rồi, xong rồi. Vô quán này là vô cuối cùng của to nhé. Quán này cuối cùng là lần thứ 3. Nhưng mà cái thứ tư là phải xúc vào. Rồi giống quay cho cô Vân. 1, 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, uống, xúc vào. Đấy, ngon quên bán nhá. Cái thứ tư là xúc vào. Từ từ. Cái này là lần thứ 3 rồi, 3, 4 chứ không phải 2, 3. Nhai xong rồi. Này, thế này là 1, 2, 3. Cái thằng này nó ăn tham. Cái thằng này nó ăn tham mà giờ hết bia phạt rồi. Phạt nó bát nước rau canh rau muống. Nào 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 uống chút vào nhá. Nào 3, 4 như lại 1, 2, 3 này 1, 2, 3, 2, 3 1,
Dô, 1, 2, 3, dô, 2, 3, dô, 2, 3, uống, sút vào. Nhạc đấy, nhạc đấy. Từ từ. Để quay từng mặt xem ai ngủ trước. Hồi tí mình ngủ mất. Quay nói chung là chú với thằng Đạt là uống được. Đúng rồi. Mà nói chú lại thì rủ nhau ra ngoài sân. Cháu ngủ đây mà. Thôi thôi, chốc vậy chốc chú cháu mình tỉnh là khiêng ra ngoài sân. Khiêng khiêng nào? Mà tại nào ông già rồi, ông cứ phải bắt cái như này hồi ra học. Thôi. Để ông Lượng với ông Lượng thứ hai mà. Thôi, ông Lượng. Tay cầm tay cầm. Nào, từ. Bỏ bát vào sát nhau. Đây 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 đây. Quay cho nó dễ. Sáu cái bát mà. 1 2 3 vô, 2 3 vô, 2 3 uống sút vào. 100%. Thằng nào uống trước, thằng nào uống trước, thằng nào uống trước, thằng này uống trước. Mày cứ yên tâm. À quên, chú lại uống trước. Quên. Hết tiền để phạt rồi. Lông sợ. Vô đi vô đi vô đi. Nào mà cầm bát cạo phạt đấy. Thằng nào cao nhất. Rồi lên 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 chú. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn. Thằng Đạt không được bốc. Sao mà tinh vậy ạ? Tao mắt quay máy, máy quay chứ tao không quay đâu. Có để cho bác Lượng uống không? Đấy chú Lượng này, cô Vân. Nhớ là sao cô Vân? Mày không phải nhắc để tao gặp phạt nước rau. Thế nha. Con Yến nha. Đó. Không. Con Yến mà chưa uống mà đặt bát xuống rồi. Phạt. Nước rau. Còn đấy lúc này nó rót nước rau mà. Còn mấy miếng này nãy mình săn nãy giờ nhờ mình được ăn. Thôi anh quay mày uống trước Đạt ạ. Anh tay vướng quá mày uống. Thôi để em quay, để em quay. Đây 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 đấy. Đại ca là uống trước. Quay mày quay. Anh nhìn mày. Anh nhìn mày. Này. Bây giờ có thấy không? Này đây là cơm trâu này. Ôi mày để chú quay. Đấy. Quay phát thấy chưa? Anh mày vô phát. Còn mỗi anh mày. Được. Không. Còn ba người. Bể trên là phải uống trước. Không phải vô phát uống. Ngoại lệ phát đi. Còn ba người đồng khởi. Nhưng mà làm sao mà quay mà phát được ba người? Không được rồi, chú quay từng người một. Cứ để xuống. Cố Quân là bị phạt ba nước rồi. Quay tại sao? Trật tự nha. Phạt Quân Yến. Đây cái tội nhìn điện thoại. Cái tội là nhìn cái nó. Thứ nhất là thằng Châu. Là mày dẫn đầu cái vụ này cho chú. Thôi, đấy. Cho chúng mày sorry. Còn thứ hai là thằng Đạt. Ông kia hết tiền. Thằng Châu là trưởng ban cái vụ này, còn thằng Đạt là phó ban. Thằng Đạt đây là đây, phó ban. Đúng rồi, chuẩn luôn cái bát bia đây. Này, còn con Yến là nhân viên. Dạ. Đây nhé. Xong rồi. Đây phải gọi giám đốc. Cùng một cách. Ba cái bát chụp lại. Chạp. Ô, sờ kê. Con Yến nó còn cao hơn rồi. Cùng lại. Theo thứ tự. Nó lại cao hơn mày, phải thấp nhất. Mày phải thấp nhất anh Đạt. Đấy. Rồi, chuẩn luôn. Bây giờ anh Châu uống trước. Rồi, kính lão đắc thọ cho nó uống được. Lần này là đi ngược lại đi. Thôi được rồi. Rồi, dưới uống này. Rồi, Châu ạ. Rồi, chuẩn luôn. Mày uống nước cay như bia ấy. Cay cả quay bia. Cay nhỉ. Không, cái lỗi mồm. Không lỗi mồm, lỗi mồm. Nó quen mồm uống nước canh rồi. Thằng Đạt uống bia nó cả lá chanh trong bát rồi thế nào nhỉ? Thôi rồi, chuẩn luôn. Lúc này là Đạt. Dưới là thằng Đạt. Lúc nãy nó chấm thịt gạo còn lá chanh trong bát. Mày ăn hơi nhiều cho nên nó có lá chanh dính đấy. Còn bây giờ mày uống đi. Cháu uống. Uống từ từ mày. Mày uống từ từ thôi. Không được cầm bát hai tay. Uống bia người ta cầm cốc hai tay. Cốc nó có quay được này, cũng không quay. Đã sao? Không, hết bát nó hết đây, rồi. Đây, hello. Sạch tình. Cái bát trắng tinh. Uống đâu. Rồi, bây giờ đến cái thằng già nhất trong ba đứa. Rồi. Chớ nó. Cho phát. Gì trong bát nữa rồi. Không có gì hết. Đâu, sao? Không thấy cái gì hết. Không thấy cái gì hết. Mày tay bẩn. Đâu, sao nào? Ê, mày cứ để chú xem. Móng tay của chú đầy, dài quá. Không, mà đầy vi khuẩn. Chú vừa ngoáy mũi. Mày chỉ được cái nét thật thả quá, không tốt đâu. Phải được. Bây giờ là... Phản miếng minh đà vậy. Bây giờ là đừng có phạt nho. Phạt đây nho thôi, giờ không dùng đũa nữa. Giờ dùng tay. Tốt rồi, này, tốt lại. Stop here. Bây giờ là hết rồi. Em ơi, tráng bát cho anh em.